Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng với bếp nha. Hôm nay Weekend Food sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn vặt rất nổi tiếng mà Weekend Food cũng rất là mê từ nhỏ tới lớn, là món phở lá bò cả nhà ơi, rất thơm và ngon cả nhà nha. Họ ăn kèm với bánh mì một chút tơ răm, nó cùng một chút nước chấm chua ngọt tự tắc, nghe thì quá tuyệt vời cả nhà ơi. Rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có 1 kg phần lòng bò các bạn. Phần lòng bò các bạn có thể tùy với các bạn muốn mua loại nào cũng được nha, như các bạn có thể mua khăn lông nè, mua lá sách nè, đó lá mí nè đó, rồi gan nè, gân nè đó. Thì nếu bạn nào mà thích ăn giòn thì mình mua, có thể mua loại khăn lông với cái loại lá lách các bạn nha, đó lá sách đó. Còn bạn nào thích ăn béo béo và thơm thơm đó, thì mua lá mía với mua gan các bạn nha. Thì đầu tiên mình sẽ ngâm cái phần lòng bò này trong hỗn hợp nước muối và giấm cả nhà nha. Đó, mình ngâm khoảng tầm nửa tiếng các bạn, cho nó bớt cái mùi các bạn nha. Sau đó thì mình sẽ chần qua nước sôi, nước sôi các bạn, sôi có gần dưới rượu để khử mùi hành tảng các bạn nha. Đó. Thì với nguyên tắc này các bạn có thể làm với phần khoai lóc heo cũng được các bạn nha. Đó, khử mùi rất tốt các bạn ơi. Ok, sau khi ngâm xong thì bây giờ mình sẽ rửa lại cho sạch sẽ các bạn nha. Ok, mình sẽ chuẩn bị một nồi nước và mình sẽ cho cái gừng vào các bạn nha. Đó. Rồi mình sẽ nấu sôi hỗn hợp này lên. Đó. Sau đó mình sẽ cho phần lòng bò mình đã rửa sạch sẽ vào. Sau đó mình sẽ cho chút rượu vào. Đó. Mình sẽ trần sơ các bạn, xong rồi sau đó mình sẽ ngâm nước lạnh các bạn nha. Đó. Để giữ được cái độ tươi ngon của cái phần lòng bò các bạn nha. Ok, sau khi mình đã cho hết các nguyên liệu lòng bò vào trong cái nồi để mình trần thì mình sẽ cho rượu vào các bạn nha. À, cho rượu vào khi mình đã cho cái hỗn hợp lòng bò vào các bạn, khử mùi các bạn nha, chứ để mình cho sớm nó sẽ bay hết mùi rượu các bạn. À. Ok, sau khi mình đã chần với nước sôi 5-7 phút thì bây giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ cho ngâm vào nước lạnh nha, để sốc nhiệt để giữ độ tươi ngon. Sau đó mình sẽ rửa kỹ lần nữa các bạn nha. Ok, và mình sẽ rửa sạch sẽ và mình sẽ bỏ những cái phần mà dơ các bạn thấy không? Đó. Ok, và nguyên liệu gia vị để mình ướp với lòng bò các bạn, chúng ta sẽ có là 1g bột ngũ vị hương các bạn nha, rồi 1g bột bò kho cùng với 3g hạt nêm cùng với 2g muối, và ở đây chúng ta sẽ có là 5g hành tím để cắt nhỏ băm nhỏ các bạn nha, và chúng ta sẽ có 10g đường và 1g tiêu và 1g bột ớt các bạn nha. Đó, những nguyên liệu vừa tạo màu vừa tạo mùi thơm các bạn, và 10ml dầu điều. Rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có tỏi. Đó là 10g với gừng là 5g với gừng là 5g các bạn nha, cắt nhỏ các bạn. Đó. Phần nhỏ luôn đó. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một xíu bột nghệ 1g và một tí xíu bột cạch màu tạo màu các bạn. Đó. Mình chỉ cho chút xíu các bạn nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho những nguyên liệu này vào trong phần lòng bò mình đã thử sạch sẽ các bạn. Bây giờ cho vào để mình trộn đều lên cho hấm gia vị các bạn nha. Mình sẽ ướp khoảng nửa tiếng các bạn. Đó. Ok, và đây là nguyên liệu để mình nấu cái phần phở lấu các bạn nha. Lòng phở lấu mình sẽ có 1,2 lít nước dừa các bạn nha, cùng với 300ml nước cốt dừa, nước dừa dừa cực kỳ dẻo được các bạn nha. Và ra chúng ta sẽ có gia vị ra như sau là 3g hoa hồi cùng với 2g đinh hương, 2g quế và 3g thảo quả các bạn nha. Đó, các bạn thảo quả các bạn đập là để nguyên để mình rang chín các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ có là 20ml dầu ăn với 20g đường. Đó, bạn dùng đường phèn cho thanh cũng được nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là 10ml nước tương, cùng với 10ml nước mắm và 10g tỏi cùng với 10g hành tím các bạn nha. Tất cả đều đã băm nhỏ các bạn nha.
Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị bắt đầu nấu các bạn nha. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi lớn và mình sẽ cho dầu ăn vào. Sau đó mình sẽ bắt đầu rang thơm nguyên liệu như thảo quả nè, quế nè, hồi nè, bình thường nữa các bạn nha. Đó, mình sẽ cho nguyên liệu trên để mình rang các bạn nha. Đối với thảo quả các bạn có thể để nguyên trái hoặc là các bạn đập nhỏ được nha. Đó. Thì với cái này thì mình sẽ rang thơm, không bị nặng mũi các bạn nha. Còn nếu bạn nặng muốn cái mũi nặng hơn, các bạn có thể xay nhuyễn ra nấu chung thì cái mũi sẽ nặng hơn các bạn nha. Các bạn nào mà thích mùi dịu dịu quá, thơm thơm thì cứ mình rang thôi. Nó có mùi thơm rất là nhẹ nhàng các bạn nha, không có nặng mùi lắm. Ok, tiếp theo thì sau khi đã rang thơm, mình sẽ bắt đầu cho nguyên liệu khác như là tỏi vào nha, phi thơm cùng với hành tím của bạn. Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình cho cái phần lòng bò để ướp vào các bạn nha. Mình sẽ xào cho săn lại các bạn nha. Đó, ướp cái màu rất đẹp các bạn nhà ơi. Đó, rất đẹp cái nhà nha. Ok, sau khi mình đã xào xong lại, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình rim mình kho mình nha. Đó, mình sẽ cho cái phần nước dừa vào. Đó. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình nấu lên đi mình nha, cho nó xăng lại. Đó. Ok, sau khi mình nấu nước sôi thì bắt đầu mình sẽ vớt bọt và mình sẽ vớt những nguyên liệu nào nó nổi lên trên các bạn, cho cái nồi nước mình nó trong các bạn, nó đẹp mình nha. Như những cái hạt hoa hồi, quế, đinh hương á, mình sẽ vớt bỏ các bạn nha. Đó. Ok, sau khi nước nồi nó trong, bây giờ mình sẽ cho phần nước cốt dừa vào các bạn nha. Mình sẽ nấu cho nóng lại. Và sau đó mình sẽ bắt đầu mình nêm gia vị các bạn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ nêm gia vị cho bạn các bạn nha. Mình sẽ nêm đường nè, nước mắm nè, nước tương nè, nêm với phần muối nãy mình đã chuẩn bị sẵn các bạn nha. Đó, các bạn thử là các bạn ăn chưa nha. Rồi, xong rồi sau đó mình sẽ chuẩn bị ra một phần thức thôi cả nhà ơi. Ok, thì một món ăn ngon không thể thiếu nước chấm được các bạn nha. Thì mình sẽ chuẩn bị nước chấm tắt nha nha. Đó, tắt được thôi các bạn thì mình sẽ chuẩn bị tắt nè. Thì nguyên liệu chúng ta sẽ có nước chấm, mình sẽ nấu bao gồm 100ml nước các bạn nha. Nước đậm á, rồi 50g đường với 50ml nước mắm các bạn nha. Mình sẽ nấu hỗn hợp này lên cho tan đường. Sau đó mình sẽ nhắc tắt và cho hơi bày vào nước đá ớt nữa là xong các bạn nha. Vậy là nước chấm cũng đã xong các bạn ơi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thưởng thức nào. Mình sẽ lấy một miếng lòng bò nóng hổi các bạn nha. Đó, mình sẽ cắt ra và từng miếng nhỏ mình sẽ thưởng thức thôi cả nhà ơi. Quá tuyệt vời luôn cả nhà nha. Ta-da! Vậy là cuối cùng chúng ta đã có được một tô, một chén nồi lòng bò, phá nó bò rất thơm ngon cả nhà ơi, quá tuyệt vời cả nhà nha. Rồi món này ăn kèm với một chút nước chấm chua chua từ nước tắc ngọt rất ngon cả nhà nha. Ở bạn nào ăn muối tiêu cũng được, ăn kèm bánh mì giòn giòn và chút đậu răm thì quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nhé. Cả nhà ở clip sau, bye bye.